Và kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua là ngày thứ hai ngày 17 tháng 6 năm 2019, thân hữu và gia đình Tăng Quyến ký giả truyền hình CBS Phạm Bội Hoàng đã cùng nhau cử hành trọng thể nghi thức tang lễ và hỏa táng tại Chantilly, Virginia. Ông Phạm Bội Hoàng sinh ngày 30 tháng 7 năm 1934 tại Hà Nội, mất ngày 8 tháng 6 năm 2019 tại Virginia, hưởng thọ 85 tuổi. Buổi lễ được tổ chức theo nghi thức của Phật giáo do tăng đoàn của chùa Hoa Nghiêm và Hòa Thượng Thích Kiến Khai chủ lễ. Từ nghi thức cầu siêu, phát tan, xả tan cho đến giây phút quả tán cuối cùng. Thay mặt gia đình, các con của ông, các cháu của ông, Phạm Bội Hoàng đã bày tỏ lòng kính nhớ và biết ơn đến cha, đến chú, đến ông, ông nội, ông ngoại. Những lời chia sẻ chân thành đã diễn tả được ít nhiều con người của cuộc và cuộc sống của ký giả truyền hình Lão Thành Phạm Bội Hoàng một người lực sĩ đẹp có tên là Vân Sinh Tài Hoa ngày nào ở tại Huế, một chiến sĩ truyền thông can đảm, một người bạn giàu tình bạn, một người đàn anh hết lòng với đàn em trong ngành truyền thông và hơn tất cả, ông Phạm Bội Hoàng là người giàu lòng nhân ái với gia đình, con cháu, bạn bè. Tuy ngày tang lễ được tổ chức vào ngày thứ hai, nhưng ba vị cựu chủ tịch cộng đồng Việt Nam vùng thủ đô Hoa Thành Đốn đều có mặt. Chúng tôi ghi nhận có ông Nguyễn Văn Tần, ông Đoàn Hữu Định và ông Đinh Hùng Cường. Ngoài ra còn có sự hiện diện của các bác sĩ, trong đó có bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, người đại diện cho Cao Trào Nhân Bản. Và các nhà báo, trong đó có nhà báo Lê Văn Phúc, chị Thi Nga, cựu sứ ngôn viên của đài BBC Đại Á Châu Tự Do, anh Nguyễn Nhân Khanh, nguyên giám đốc chương trình Việt ngữ của Đại Á Châu Tự Do, chị Vạn Lý thuộc Tấn huấn luyện của BB Hoàng, chị Minh Thúy VATV, anh Đào Hiếu Thảo RFE anh Đào Trường Phúc Phố Nhỏ, anh Nguyễn Phúc truyền hình Việt Nam vùng Hoa Tình Đốn, anh Vũ Danh Việt TV đặc biệt có tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, đài Pháp thanh Hoa Thịnh Đốn và nhà báo Phạm Trần, người điều khiển chương trình à, trong nghi thức phân u cùng Tăng Nguyễn. Theo chương trình đó, thì ông Phạm Trần đã lần lượt mời ông Đinh Hùng Cường, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân đọc diễn từ và chia sẻ những kỷ niệm với ông Phạm Bội Hoàng. À, thay mặt cho SBTN DC, VATV, A3CAP, à, chúng tôi đã ngỏ lời chia buồn gửi đến gia đình từ ban giám đốc của SBTN, gửi lời chia buồn của nhạc sĩ Trúc Hồ, giáo sư Diệu Quyên, ông trọng tài FIFA Nguyễn Văn Toàn và toàn thể anh chị em trong tổ huấn luyện truyền thông của ông Phạm Bội Hoàng ngày nào. Và đặc biệt, các anh chị em đã thụ hướng các khóa kỹ thuật thu hình và thực hiện các phóng sự truyền hình Điều gửi lời chia buồn. tang lễ hoàng mãn vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày, mọi người chia tay ra về, nhớ mãi hình bóng PV Hoàng, CBS, một ký giả Việt Nam 25 năm phục vụ trong tòa bạch ốc qua năm đời Tổng thống Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin tạm ngừng trong giây lát. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Cáo phó, gia đình chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Chồng cha ông của chúng tôi là ông Trần Trân Nam, pháp danh Quang Năng Đô, sinh ngày 2 tháng 7 năm 1940 tại Việt Nam, đã từ trần lúc 9 giờ 33 phút sáng ngày 13 tháng 6 năm 2019 tại Bệnh viện Fairfax, Virginia, hưởng thọ 80 tuổi. Linh cữu được quàng tại National Memorial Home 7482 Lee Highway, Fortress, Virginia 22042, điện thoại 703-560-4400. Chương trình tang lễ thứ Bảy ngày 22 tháng 6, 9 giờ sáng đến 9 giờ 30 nhập liệm phát tang, 9 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng tụng niệm tăng ni và đạo tràng, 10 giờ 30 đến 3 giờ trưa thăm viếng, 3 giờ trưa đến 4 giờ tụng niệm. 4 giờ đến 8 giờ tối thăm viếng. Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2019, 9 giờ sáng đến 2 giờ trưa thăm viếng. 2 giờ trưa đến 3 giờ di quan và hỏa táng. Tăng gia đồng khắp báo, vợ bà quả phụ Trần Trân Nam nhũ danh Nguyễn Kim Anh, trưởng nữ Trần Thị Phượng Nhiêu và gia đình, trưởng nam Trần Trọng Phương và gia đình, thứ nữ Trần Thị Phượng Yên và gia đình, thứ nam Trần Trọng Tín và gia đình. Cáo phó này thay thế thiệp tàng xin miễn phúng điếu. Điện thoại liên lạc 703 606 3678